chào cả nhà đang xem kênh cùng Mai vào bếp. Bánh dừa nướng mới ra lò nóng hổi luôn nè, thơm lừng luôn. Bánh dừa nướng được xem là món ăn vặt vô cùng hấp dẫn, và cách làm thì không quá cầu kỳ. Chỉ cần vài nguyên liệu cơ bản là ta đã có ngay món bánh dừa nướng nóng hổi ngay tại nhà rồi nè. Nào, chúng ta cùng thực hiện món bánh này nha. Nguyên liệu thì Mai chuẩn bị gồm có 250g dừa nạo, 110ml sữa đặc, 80g bột năng. Bột năng sẽ giúp cho bánh của chúng ta kết dính lại với nhau nè. Và 30g bột mì. Trước tiên Mai sẽ cho dừa vào cái thau lớn hơn để dễ trộn nha. Và Mai sẽ giữ lại một ít dừa để tí nữa Mai sẽ rắc lên bề mặt bánh, để khi nướng á, thì bánh sẽ có độ thơm và giòn rất là ngon nè, và trông đẹp mắt nữa. Tiếp theo Mai sẽ cho 110ml sữa đặc vào để trộn đều luôn nha. Cả nhà mình lưu ý là khi mua dừa thì nhớ dặn người bán là lấy dừa đừng có già quá nha cả nhà. Già quá thì ăn dễ bị sạm và sát, màu bị ngán lắm. Và một điều cần lưu ý nữa là khi chúng ta mua dừa đấy cả nhà, thì mọi người nhớ nói là mua để ăn xôi nha, thì họ sẽ bào lấy cái phần dừa trắng cho mình nè. Như vậy là bánh sẽ ngon hơn là cái loại để mà vắt nước cốt nha cả nhà. Vì thường mà vắt nước cốt họ bào rất là sát vào bên trong, dễ bị dính gáo dừa. Thì như vậy sẽ làm cho bánh của chúng ta có những cái hạt cứng cứng thì rất là khó ăn nha. Sau khi mà trộn đều hỗn hợp dừa với sữa xong á, Mai sẽ đậy kín lại tầm khoảng 15 phút để cho sữa ngấm đều vào dừa nha cả nhà. Và bây giờ Mai sẽ dùng cái rây để mà rây bột nha. Mai cho bột năng vào nè. Và tiếp tục Mai cũng cho bột mì vào luôn. Cách mà rây bột như thế này á thì sẽ giúp cho bột của chúng ta tơi ra và dễ trộn vào trong dừa ha. Thì khi trộn á thì bột không có bị vón cục với nhau nè. Bây giờ Mai sẽ trộn bột với dừa cho thật đều nha. Trong lúc trộn thì sẽ thấy bột hơi bị khô, hơi khó trộn. Nhưng mà không có sao đâu, dần dần bột sẽ ngấm vào dừa và hỗn hợp của chúng ta sẽ ướt hơn nè. Bởi vì trong dừa sẽ tiết ra nước cốt, nên nếu mà mọi người có cho thêm nước vào thì sẽ làm cho hỗn hợp sẽ bị nhão. Như thế là bánh sẽ không có dẻ và không có ngon nha cả nhà. Và Mai sẽ dùng khung để nướng bánh nha cả nhà. Bên trong khung Mai có lót thêm giấy nén để khi mà nướng bánh xong mình lấy bánh ra cũng rất là dễ dàng, và bánh cũng không có dính vào thành khung nữa đấy cả nhà. Mai sẽ dàn đều ra và ém nhẹ nhẹ xuống như thế này nè, để làm phẳng bề mặt bánh nha cả nhà. Khi nào mà ta cảm thấy bề mặt bánh phẳng và chắc dẻ rồi thì là được nha cả nhà. Đây là phần dừa lúc nãy Mai có để dành lại nè cả nhà. Mai sẽ rắc lên bề mặt bánh cho đều ra ha. Sau đó Mai sẽ ém nhẹ xuống để cho dừa dính vào bột nha. Thank you.
Bây giờ Mai sẽ dùng nồi chiên không dầu để nướng bánh nha cả nhà. Mai sẽ nướng với nhiệt độ là 180 độ C và thời gian là 20 phút. Thì cũng tùy vào loại nồi, tùy vào thương hiệu thì mình cân chỉnh cái thời gian cho hợp lý nha cả nhà. Sau 20 phút thì bánh của chúng ta cũng đã chín rồi nè cả nhà. Mai sẽ lấy bánh ra để thưởng thức nha. Mùi bánh chín thơm, cực kỳ kích thích vị giác luôn nè. Mai sẽ để ra đĩa cho cả nhà mình cùng xem nha. Dùng giấy nến để mà lót nướng bánh á, lấy ra rất là dễ. Mai sẽ để qua bên này, lấy ra để cho mọi người xem cho dễ hơn ha. Lúc nãy Mai có rắc một ít dừa bào lên trên bề mặt bánh, thì sau khi mà nướng xong bề mặt bánh rất là thơm và lại giòn nữa nha cả nhà. Và bây giờ Mai sẽ cắt bánh ra để thử nha. Cả nhà xem, bánh dừa nướng xong, vàng đều các mặt, có độ dai, dẻo, giòn, tạo nên hương vị rất là hấp dẫn và đặc trưng nè. Bánh dừa nướng khi ăn có độ dai dai, giòn giòn, sần sật ăn rất là ngon. Bên ngoài thì giòn, còn bên trong thì mềm. Có vị béo đặc trưng của dừa và sữa, cho nên mùi thơm rất là kích thích luôn. Cả nhà mình cùng làm thử nha, không có khó đâu, mà ăn thì lại rất là ngon miệng nữa. Nếu cả nhà yêu thích công thức này thì có thể ủng hộ tinh thần Mai bằng cách tặng Mai một like và đăng ký kênh nha. Và đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới nhất nha cả nhà.